Mình xin chào tất cả mọi người đang xem video này của mình nhé. Mấy bữa nay thì công việc lu bu rất là bận mọi người. Nói chung là được anh chị em cô chú yêu thương ủng hộ sản phẩm thức ăn cũng như là thuốc tím của bên mình á, thật sự em rất là vui. Nhưng mà mấy bữa nay thì có một người em trong kênh của mình á, có chụp được một cái bình luận của một anh trai có nhắn vào trong kênh của mình. Thì đúng ra là cái vấn đề này thì mình cũng đã có chia sẻ rất là nhiều lần rồi, khi mà anh em hỏi mình về cái chủ đề giống như là cá khi mình nuôi nó vào trong hồ như vậy á, thì nó có ảnh hưởng rồi về mặt phong thủy, rồi về mặt nói chung là nhân đạo gì đó nhiều lắm. Nhưng mà ở đây thì do một người em của mình vô tình chụp được một cái comment của anh trai rồi gửi qua cho mình, thì nhờ mình đưa ra một vài cái ý kiến để xem coi là anh này anh comment như vậy thì có đúng hay không. Thì ở đây ý của cái anh trai này, anh nói là giống như cá, những cái loại cá mà đẹp á, giống như cá koi của mình, khi mà mình nuôi nó vào trong hồ á, thì giống như mình nhốt nó vào bên trong tù. Và khi mà mình làm như vậy mình sẽ tổn hại đến cái việc mà tích phước á mọi người. Thì nói chung là mình cũng không có rành về bên mấy cái kinh Phật đồ hay này kia, cái này là mình nói thật tình. Nên là mình sẽ giải thích cái này theo cái quan điểm cá nhân của mình thôi nha. Thì ở đây anh trai này nói cá của mình khi mà mình bắt nó mình bỏ vào bên trong hồ mình nuôi á, thì giống cái kiểu giống như bỏ tù thì cũng đúng nha. Cái này anh nói thì cũng đúng chứ không có sai nha mọi người. Tại vì cá giống dĩ thì nó sống ngoài cái môi trường tự nhiên. Nhưng mà ở đây thì mình cũng chia sẻ như vậy, tại vì cuộc sống của mình á, hiện tại bây giờ thì càng ngày càng nâng cấp lên, và cái nhu cầu mình sinh hoạt, cái nhu cầu của mình giải trí nó cũng nâng cao lên. Thì ở đây thì mình nói về riêng cá nhân của mình, cũng như là khi mình chia sẻ đến tất cả mọi người, khi mà nuôi cá, cái điều quan trọng nhất của mình là mình làm cho nó một cái môi trường sống tốt. Có nghĩa là khi mình cho nó vào trong hồ rồi thì chắc chắn giống như anh nói là nó cái kiểu giống như bỏ tù. Nhưng mà bù lại ở đây, nếu như em cũng như là mọi người á mà chăm sóc nó tốt thì cũng sẽ bù lại chứ. Ví dụ như nó ở ngoài môi trường tự nhiên thì chưa chắc gì nó được ăn những cái loại thức ăn tốt, bổ sung đầy đủ vitamin, hoặc là chẳng may nó bị một cái bệnh gì đó thì nó được những người chủ khi mà người ta nuôi nó trong hồ, người ta chữa trị cho nó. Thậm chí là có nhiều anh chị rất là tâm huyết với lại cái hồ của mình, khi mà nuôi cá đó mọi người xử lý nước rất là tốt, chỉ cần con cá của mình nó bị một cái vết thương nhỏ thôi là mình mua đủ loại thuốc để mình điều trị cho nó. Thì cái mà mình muốn nói ở đây để mình giải thích cho anh trai hiểu, có nghĩa là khi mình nhốt nó vào trong cái hồ á, thì mình đã cái kiểu nó giống như là bỏ tù thì anh nói rồi. Nhưng mà bù lại ở đây là bản thân em cũng như là một số anh chị em đam mê chơi cá, có cái tâm huyết, cái niềm đam mê thì muốn cho con cá nó sống trong cái môi trường tốt. Thì bây giờ theo em, bây giờ cho nó vào trong hồ rồi mà nuôi nó tốt, cho nó ăn tốt, chăm sóc tốt, thì em nghĩ là đâu có cái vấn đề gì mà nó phải ảnh hưởng đến cái việc mà phước báo đâu, đúng không anh? Quan trọng là cái tâm của con người mình thôi. Cái tâm mình không hại ai, mình làm một cái hồ để mình nuôi giải trí, thì bây giờ nhốt nó vào đó rồi nó không được như ngoài tự nhiên, thì bù lại nó sống trong cái môi trường chất lượng nước được xử lý tốt, rồi cho nó ăn những cái loại thức ăn, rồi thậm chí mình thấy có nhiều anh trộn thêm vitamin cho cá nó ăn nữa, thì bên ngoài tự nhiên chưa chắc gì nó được những cái vấn đề đó. Thì nói chung trong cuộc sống của mình mà nó sẽ có cái bù trừ, nên là nhiều khi mình quan trọng quá những cái vấn đề mà nó phước báo này kia quá, đâu phải là mình để con cá nó ngoài môi trường tự nhiên thì mình mới có nhiều phước đâu, đúng không anh? Quan trọng là con người của mình, cái tấm lòng của mình sống mình không giả dối, rồi mình giúp đỡ mọi người, mình không lừa gạt ai đó, mình không chửi cha mắng mẹ, không lừa thầy phản bạn, thì cái đó là nó mới tích phước cho mình. Chứ còn đâu phải mà mình nói mà con cá khi mà mình cho nó vào bên trong hồ là mình làm cái chuyện đó không có phước, thì theo em nghĩ nó không đúng. Nếu mà nói như anh thì trên thế giới hiện tại bây giờ là 7 tỷ người, thì cái số lượng người nuôi cá kiển không phải riêng gì cá koi mà nhiều loại cá khác nữa, thì ai cũng không có phước hết, thì cũng không đúng. Em nghĩ nó không đúng chính xác nha. Thì ở đây thì mình giải thích, tại vì có một người em nhắn cái comment của anh trai của mình vào trong kênh của mình, thì sẵn đây mình giải thích thôi. Nói chung là nhốt nó vào trong hồ thì chắc chắn giống như anh nói là cái kiểu giống như bỏ tù rồi, nhưng mà bù lại thì nó được chăm sóc tốt trong một cái môi trường được xử lý nước tốt. Có nghĩa là những cái chỗ khác thì em không biết như thế nào, nhưng mà riêng đối với lại cá nhân của em ở đây á, thì ngoài cái việc mà giao lưu hồ thì em còn hỗ trợ cho mọi người xử lý nước, điều trị bệnh, một số cơ bản cho cá koi, và luôn khuyên mọi người là làm hệ thống lọc tốt. Đó thì nó sẽ bù trừ lại. Thì theo em nghĩ là cái vấn đề mà mình đặt nặng cái phước báo rồi này kia thì em nghĩ nó nặng quá, cho nên là cái gì cũng vậy, mình cho nó nhẹ nhàng tí xíu là được rồi. Miễn mình sống làm sao không ngại với lại lương tâm, mình không lừa gạt ai, mình không có tổn hại hoặc là gian dối vậy là được rồi. Đó thì mình giải thích đây. Nếu mà anh trai comment trong kênh của mình có xem được cái video này thì nếu mà anh có phản hồi gì thì cứ comment bên dưới ha, mình sẽ chia sẻ theo cái quan điểm cá nhân của mình thôi. Còn trong video này thì mình tiếp tục chia sẻ hồi lên Zalo với là mọi người, sẵn đây thì giải thích một tí xíu. Anh chị em nuôi cá thì mình tập trung vào ngay chỗ vấn đề làm lọc, xử lý nước thật tốt, thì mình những cái vấn đề mà giống như anh trai nói, cái việc mà phước báo này kia thì mình nghĩ
nó anh em cũng không cần quan tâm quá vấn đề đó đâu nha. Mình sợ nhiều khi mình nuôi mà mình để nó bị bệnh rồi này kia, rồi mình không chăm sóc nó tốt thì mình mới ngại đến cái vấn đề đó. Còn một khi mình có cái đam mê, cái nhiệt huyết rồi thì những cái vấn đề đó nó cũng sẽ bù trừ lại, tại vì trong cuộc sống mình giống như không có cái gì hoàn hảo hết nha. À, thôi mình xin phép kết thúc video tại đây luôn nha anh em. À, xin hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp nha.